Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh huấn luyện quân nhân dự bị năm 2023. Phổ biến giáo dục pháp luật cho chiến sĩ nhập ngũ năm 2023. Phát động đợt thi đua cao điểm, thần tốc, quyết thắng. Xin kính chào quý vị đang đến với bản tin quốc phòng của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Đây là số phát sóng đầu tiên. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong bản tin hôm nay. Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc huấn luyện quân nhân dự bị năm 2023. Tham gia đợt huấn luyện có 192 đồng chí là cán bộ chiến sĩ dự bị động viên của Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành. Trong thời gian 15 ngày, cán bộ chiến sĩ dự bị động viên được huấn luyện về tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị, luật lực lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, điều lệnh đội ngũ, nội dung và phương pháp huấn luyện, tính năng kỹ chiến thuật của một số khí tài, trang bị và các tiêu chuẩn chế độ hậu cần. Đợt huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phương pháp tác phong công tác, ý thức xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cho cán bộ chiến sĩ quân nhân dự bị. Vừa qua, Sư đoàn 5 phối hợp với Tòa án quân sự quân khu 7 tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho chiến sĩ nhập ngũ năm 2023, được tổ chức ở 5 địa điểm các đơn vị trong sư đoàn. Trong thời gian một ngày, các chiến sĩ được các giáo viên Tòa án quân sự quân khu 7 truyền đạt 6 chuyên đề, gồm chương 25 Bộ Luật Hình sự quy định các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân, Thông tư số 16 ngày 21 tháng 2 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng, luật giao thông đường bộ và một số biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy và một số biện pháp tăng cường bảo đảm phòng chống ma túy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh mạng trong quân đội, tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật và tội phạm hình sự có liên quan đến quân đội, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa. Thưa quý vị, tại hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp sư đoàn năm 2023 do Sư đoàn 5 tổ chức, có 30 đồng chí là cán bộ chính trị được tuyển chọn từ hội thi cấp cơ sở về tham gia hội thi. Qua hơn một ngày, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi, soạn bài giảng, gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử, thi kiến thức thực hành bài giảng, kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài. Qua hội thi, sư đoàn chọn những cá nhân tập thể đạt thành tích cao tổ chức ôn luyện tham gia hội thi cấp quân khu. Hội thi nhằm đánh giá đúng thực chất, chất lượng đội ngũ giảng dạy chính trị khối các cơ quan đơn vị trực thuộc sư đoàn, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính trị viên, chỉ huy các cơ quan đơn vị với công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nâng cao khả năng trình độ sư phạm cho đội ngũ giảng dạy chính trị các cấp, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành và các mạnh thường quân tổ chức trao kinh phí và khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân dân cho gia đình đồng chí Nguyễn Thanh Việt, cán bộ đang công tác tại trạm bảo dưỡng sửa chữa tổng hợp Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, là gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Trường Tây. Tổng diện tích xây dựng 108m², số tiền trao tặng là 80 triệu đồng. Lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh phát động đợt thi đua cao điểm, thần tốc, quyết thắng, kéo dài từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023 và quốc tế lao động 1 tháng 5. Với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị để cán bộ chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa các ngày lễ lớn trong tháng 4, thực hiện công tác huấn luyện xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp và tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo sự gắn bó đoàn kết quân dân. Đồng thời, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của quân khu, tích cực chủ động luyện tập, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của chỉ huy cơ quan đơn vị, thực hiện hiệu quả mô hình ba thực chất trong huấn luyện, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc phòng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.